xin chào mọi người, ngày hôm nay Trúc mua được con bạch tuộc Nhật nè. Nó màu hồng hồng rất là đẹp ha. Con này thì nặng 1,3 kg. Và hôm nay thì Trúc sẽ làm thử món bạch tuộc sốt bơ tỏi. Bạch tuộc này được xông nhiệt cho chín và đông lạnh. Vì vậy khi mà mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ lấy ra bấy nhiêu để mình ăn. Còn phần còn lại thì khi nào mình ăn mình hãy để đâu. Bây giờ thì Trúc sẽ cắt một vài cái vòi để xào bơ tỏi nha. Sốt bơ tỏi này thì Trúc mua là đồ làm sẵn mọi người. Nó có một gói như thế này là trọng lượng là 300 g. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nó vào trong một cái chảo cho nó nóng lên, nó tan ra. Sau đó thì mình sẽ bỏ thêm một cái bắp vào cho nó ngọt. Chờ cho bắp chín thì mình bắt đầu bỏ mấy cái rau bạch tuộc vào, bỏ thêm một ít ớt và mọi người muốn đẹp thì mọi người bỏ thêm dầu điều vào nhé. Chúc ta nấu một chút thôi, như vậy là đã xong, mình có thể thưởng thức được rồi. Xong rồi, Chúc đã làm xong món bạch tuộc sốt bơ tỏi rồi đó mọi người. Đây là bạch tuộc hồng của Nhật. Đây, Chúc có mang cái phần còn lại lên cho mọi người xem nè. Nó màu hồng đẹp nha mọi người. Nếu mà muốn ăn ngon á thì mọi người phải để cái bạch tuộc đó ở trong cái tủ lạnh. Khi nào mình ăn thì mình mới đem ra mình rã đông rồi mình ăn. Chứ còn nếu như mà mọi người rã đông rồi lại bỏ trở vào để cho nó đông lại á thì cái chất lượng thịt của con bạch tuộc nó sẽ khác nha. Bây giờ thì mời mọi người ăn bạch tuộc sốt bơ tỏi với mình ha. Mình sẽ ăn bóc nên là mình sẽ đeo bao tay. Mời mọi người nha. Cho mọi người ngắm lại em nó một lần nữa. Chúc mua về xong á Chúc phải gọi điện cho Linh á để Linh chỉ cách làm. Mời mọi người. Không biết là hồi nãy khi mà mình đã làm bơ xong mình bỏ vô thì nó có bị dai lắm không? Thử xem nào. Chứ nếu mà mọi người chỉ rã đông rồi mọi người dùng liền á thì con bạch tuộc này nó rất là giòn nha. Còn bỏ lên xào thêm lần nữa làm cho nó nóng lại thì có thể nó bị dai đó. Dai rồi mọi người. Con này người ta sashimi. Bữa sau mình sẽ làm sashimi. Cái tỏi này người ta xay nhuyễn ra rồi mọi người. Con bạch tuộc này Chúc không cảm nhận được cái ngọt của nó. Có thể là do Chúc đã làm cái món bơ tỏi á. Cái bơ và cái tỏi nó át đi cái mùi của con bạch tuộc đó mọi người. Bạch tuộc này mà trộn xoài non á chắc là nhức nhối lắm ha. Có một dạo Chúc cũng định làm bạch tuộc này bởi vì Chúc thấy bạch tuộc này ngon á. Với lại có cái lúc mà Chúc mua bạch tuộc á không được như ý á, cái Chúc cũng định là mua bạch tuộc này làm nhưng bạch tuộc này giá nó hơi cao mọi người. Clip này mình trả nợ bạn gì đó đã từng yêu cầu mình ăn bạch tuộc khổng lồ ha. Chứ mình mua loại khác nữa mọi người. Nhưng mà loại đó thì đang không có hàng nên là chỉ có loại bạch tuộc Nhật này thôi. Thì con này là 1,3 kg. Mọi người hãy đoán xem là con bạch tuộc này có giá bao nhiêu nha. Nó là một con số lẻ mọi người. Và chưa tới 1 triệu nha. Sắp xỉ 1 triệu. Chú nghĩ là cái con này mà chấm nước bưng mù tạt sẽ ngon hơn. Ai răng giả thì không nên ăn cái này nha. Ăn cái này phải có bắp. Xào bơ tỏi phải có bắp nha mọi người. Này nó giòn đi. Chúc coi mấy cái clip của nước ngoài á. Có mấy cái loại sốt ngon ơi là ngon. Trời ơi. Chúc coi bên kênh ASMR mà của chị Sát á. Trời chúc ghiền. Nhìn các cái nước chấm các loại sốt nó ngon ơi là ngon.
Còn mình thì quanh đi quẩn lại, không lẽ mình ăn bạch tuộc Nhật mình ăn với mắm kho quẹt chứ. Nó mặn mòi. À, mấy cái chỗ này mọi người, mấy cái nấm ở trên cái xúc tu á, trời ơi, nó giòn, cảm giác như mọi người ăn một con ốc vậy á. Nhà chúng nó rất phê lắm. Hôm nay cái sốt này không được đậm đà mọi người. Chúc thích cái sốt cajun. Mà quên, cứ tưởng cái chỗ này có bán. Hôm trước Chúc mua làm ở cái chỗ bán mà tôm hùm đất á, thì có sốt cajun. Chúc định làm bạch tuộc sốt cajun á. Trời ơi, cái sốt đó ăn như hải sản bá phát. Bơ tỏi thì Chúc thấy nó bình thường, nó chỉ có bơ có tỏi thôi. Ở trong nó dày cho mọi người. Bạch tuộc này mọi người, người ta xông nhiệt á, nên là con bạch tuộc nó không bị dai. Trước khi người ta đông lạnh là người ta xông nhiệt. Còn mình nó đem về cái mình hấp lại, hoặc mình luộc lại, hoặc như nãy Chúc bỏ vô đây Chúc nấu lại, nó bị dai. Ăn cái con này dần nội công hơi bị nhiều, nên là sẽ tắt mồ hôi đó mọi người. Tả mồ hôi thiệt mọi người, nhai nó hơi dai. Nên là Chúc sẽ rút kinh nghiệm, lần sau Chúc sẽ làm sashimi. Hoặc là Chúc chỉ rã đông rồi Chúc ăn thôi, Chúc không có bỏ vào nấu như thế này đâu, nó sẽ bị dai. Và Chúc đã làm theo yêu cầu của cái bạn mà đáng mini game lần trước, là yêu cầu Chúc ăn con bạch tuộc khổng lồ rồi ha. Hy vọng là mọi người sẽ tham gia game và cũng đồng hành với Chúc trong những video sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.